Chào mừng bạn đến với sự ra mắt của Porsche, cuộc cách mạng Macan chạy hoàn toàn bằng điện. Hôm nay, chúng ta đang hướng tới tương lai của ngành ô tô xuất sắc với sự ra mắt mẫu xe chạy hoàn toàn bằng điện thứ hai của Porsche, Macan Turbo và Macan 4 mới đáng kinh ngạc. Hãy sẵn sàng chứng kiến sự kết hợp đột phá giữa công nghệ tiên tiến, hiệu suất vượt trội và trường tồn với thời gian thiết kế khi chúng tôi xác định lại bối cảnh SUV. Giới thiệu Macan hoàn toàn mới, thiết lập tiêu chuẩn cho hiệu suất điện. Macan mới được trang bị hệ truyền động lên tới 470 kW, 639 PS, được thiết kế để mang lại trải nghiệm lái tuyệt vời. Từ khả năng e-performance cho đến những con số hiệu suất giống như một chiếc xe thể thao, chiếc SUV này đã định nghĩa lại ý nghĩa của việc lái xe điện. Ngoài ra, với khả năng sạc nhanh lên tới 270 kW và phạm vi hoạt động lên tới 613 km ở chế độ WLTP, Macan mới đảm bảo bạn luôn sẵn sàng lên đường một cách tự tin. Kiến tạo tương lai, thiết kế và công nghệ. Hãy tham gia cùng chúng tôi khi chúng tôi khám phá thiết kế cải tiến và công nghệ tiên tiến giúp Macan Turbo và Macan 4 trở thành biểu tượng thực sự của kỹ thuật hiện đại. Từ tỷ lệ đẹp mắt và những đường nét giống xe cúp cho đến nền tảng điện cao cấp mới với kiến trúc 800V, mọi chi tiết của Macan đều được chế tạo tỉ mỉ để mang lại hiệu suất và hiệu quả tối ưu. Trải nghiệm lái xe đỉnh cao, hiệu suất và sự thoải mái. Với công suất lên tới 470 kW, 639 PS và mô men xoắn cực đại 1130 nm, Macan Turbo mang đến khả năng tăng tốc ấn tượng, từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 3,3 giây. Trong khi đó, Macan 4 đạt công suất lên tới 300 kW, 408 PS, đảm bảo trải nghiệm lái năng động và nhạy bén. Ngoài ra, với các tính năng như hệ thống lái trục sau và hệ thống treo chủ động của Porsche PASM, Macan mang đến sự linh hoạt và thoải mái vô song trên mọi địa hình. Sang trọng bền vững, vật liệu sinh thái và tính trung hòa carbon ròng. Khám phá cách Porsche dẫn đầu về tính bền vững với Macan mới. Từ việc sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường trong nội thất cho tới việc sản xuất lượng carbon trung tính tại nhà máy Porsche Leipzig, Macan đã đặt ra tiêu chuẩn mới cho sự sang trọng thân thiện với môi trường. Cuộc sống kết nối, thông tin giải trí và kết nối. Trải nghiệm tương lai của hệ thống lái xe kết nối với hệ thống thông tin giải trí thế hệ mới nhất và hệ thống quản lý liên lạc của Porsche PCM. Với tối đa 3 màn hình, bao gồm cụm đồng hồ 12,6 inch và màn hình trung tâm 10,9 inch, Macan mang đến khả năng kết nối liền mạch và khả năng điều khiển trực quan trong tầm tay bạn. Tham gia cuộc cách mạng, mang lại sự xuất sắc trên toàn thế giới. Với hơn 800.000 chiếc được phân phối trên toàn thế giới kể từ năm 2014, Macan đã trở thành biểu tượng cho cam kết hướng tới sự xuất sắc của Porsche. Giờ đây, với sự ra mắt của phiên bản kế nhiệm chạy hoàn toàn bằng điện, Macan Turbo và Macan 4 sẽ tiếp tục di sản đổi mới và hiệu suất này. Hãy sẵn sàng điện khí hóa khi Porsche định nghĩa lại trải nghiệm SUV với Macan Turbo và Macan 4 hoàn toàn mới. Hãy theo dõi hành trình khó quên hướng tới tương lai của phương tiện di chuyển chạy điện. Cảm ơn bạn đã tham gia cùng chúng tôi trong sự kiện ra mắt độc quyền này. Hãy đón nhận tương lai của việc lái xe cùng Porsche. Tên lửa.